Mong anh tư vấn giúp em và chồng cưới nhau được 5 năm đúng hiệu, đúng liệu trình chu lơ. Nhưng do em hành xử sai đánh giá anh ấy, gia đình anh ấy không cho em về. Trời ơi, em ơi, hình như em chưa có đi học lớp nào, em nói chu lơ gì trớt quớt. Trời ơi, em đi hoàn toàn chật lộ trình chu lơ, em chưa tới được cái đó còn xa. Em mới cưới 5 năm mà nói chuyện chu lơ gì. Thứ hai là đang dán vào đây coi, em hành xử sai mà chu lơ gì trời. Nhưng do em hành xử sai đánh anh ấy, trời ơi chu lơ ông nội ơi, em đánh anh ta mà em kêu đúng lộ trình chu lơ. Trời ơi chu lơ gì, chắc em mà phải Bình Định không, em phải sinh ở tỉnh Bình Định không, em có học võ không. Nhưng do em hành xử sai đánh anh ấy. Trời ơi em ơi, em mà nhớ nè, khi đánh nhau á tuyệt đối không ở trong nhà bếp nha, trong đó có dao á, vũ khí này nọ, tất cả các dạng như súng ống gươm giáo gì đó, để vô tủ khóa lại nha, và đưa anh ta cái chìa khóa. Tại sao biết em đã rủ em, có muốn rút cái đó ra thì anh ta đưa chìa khóa, anh ta có thời gian anh ta chạy. Anh khuyên em phải cẩn thận nha. Trời ơi em hành hung chồng em ghê vậy em, gia đình anh ấy không cho em về chứ gì nữa. Em đánh chồng em thì cha mẹ vợ em cũng sợ chứ bộ. Trời đất ơi, thằng kia đàn ông con trai nó còn đánh mình, ông già bà già yếu xìu à, nó vô nó quơ mấy cái kiếm nó quơ 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 chịu gì nổi. Ấy da, nên hai đứa phải xa nhau. Anh vẫn thương vợ nhưng xa nhau làm em, nhưng thương nhau nhưng à nhưng xa nhau làm em hành xử sai. Em ơi em đổ thừa là xa nhau làm em hành xử sai. Em ơi làm sao mà có chuyện xa nhau làm hành xử sai. Em hành xử sai vì bản thân em hành xử sai, sao em lại đổ thừa một cái rất là nếu mà nói chữ ngây thơ thì nó không đúng, mà dùng chữ thô thiển thì nó hơi nặng. Em dùng một cái lý do nó hoang nhậu gì thân, nên gây áp lực cho anh ấy, làm cho anh ấy biểu hiện trầm cảm. Và giờ thì anh ấy muốn một mình, muốn thời gian, rồi từ từ hai đứa mới tái hợp lại. Em hành xử như thế nào trong tình huống này? Trời ơi đừng buồn anh nha, nha. Bà làm vậy bà tả bà gọi là true love. Trời ơi true love. Em ơi lúc vô quất cái true love thì nói chứ cha, cặp này ok nha. Vô cái tạo vô cái dến cái ngày em đánh chồng rồi ngồi cái ông già bà già chồng quảng sợ không cho về. Rồi cái em bắt đầu em kêu là tại xa nhau mà hành xử sai. Rồi em kêu chồng em bây giờ trầm cảm, từ còn yêu em giờ thành trầm cảm. Rồi giờ em hỏi anh làm gì? Em true love kiểu này chắc chết quá em ơi. Trời ơi phụ nữ rồi, hỏi phụ nữ, hỏi phụ nữ. Trời ơi anh không hiểu sao em gọi chứ true love được, anh bó tay luôn. Hay ở đây cho thấy câu hỏi của em bây giờ em làm thế nào nha. Anh cho em một cái ý chính thôi, tại vì diễn giải ra nó dài và nó nhiều lắm, tại vì em chỉ mới ở cái điểm xuất phát thôi. Thứ nhất là em phải hoàn thiện lại cái phiên bản vợ của mình, tức là phiên bản người phụ nữ trong cuộc sống tình cảm. Em là vợ đó em ơi, cái phiên bản nó hư nặng lắm rồi đó em ơi. Tại sao một người phụ nữ, trong người là một người phụ nữ thì cái nữ tính em nó nằm ở đâu mà anh thấy toàn nam tính không à? Em thuộc dạng là gì không biết, thuộc dạng gì á, giống như là ma siêu phong á, nữ ma đầu á, ma siêu phong á. Trời ơi cái gì mà đánh sát thương rồi cái gì mà đánh đấm nghe chuyện nghe kinh dị kinh dị. Em ơi mình không có tức giận tới cái mức đó. Thứ hai là có tức giận cũng không có hành xử tới cái mức mà đánh nhau. Rồi sau đó ở xa thì lại làm cho ông chồng trầm cảm luôn. Em có những cái khả năng cũng hơi bị dữ, ở gần thì đánh đấm, đi xa thì trầm cảm. Em ơi em phải chỉnh lại cái phiên bản đó, và đó anh nói cho em biết là một cái lộ trình rất là quan trọng. Mà nếu như em không chỉnh cái đó, anh rất tiếc phải nói với em này nè, em không chỉnh cái đó cuộc đời của em khó khó lòng mà nói chuyện hạnh phúc lắm. Có thể nói là không thể hạnh phúc được với cái phiên bản đó được. Một phiên bản bất an, một phiên bản tổn thương, một phiên bản dễ bị kích động, một phiên bản quá nhạy cảm, một phiên bản bạo lực. Em tưởng tượng như nếu như mà hôn nhân là một cái công việc, mình đi đến hôn nhân giống như đi xin việc, thì em biết rằng cái bản resume của em, tức là bản sơ yếu lý lịch đó, sơ yếu lý lịch của em mà điền vô đọc chắc chắc chồng tương lai đọc xong chắc quỳ lại em. Trời ơi cái gì mà hành hung chồng, anh đoán là cái này chắc không phải lần đâu, cho nên là chắc cũng đấm đá nọ. Anh lâu lâu coi mấy cái clip ở trong video, thấy lâu lâu mấy clip coi vui vui á, thấy mấy bà cũng kinh thiệt à, mà mấy ông chồng như ông cũng phải tội nghiệp, giống anh vậy đó, ngồi im vậy đó không nói gì hết. Đó
đập chén đập đồ, có người lấy cây búa quăng vô cái tủ kiến mới ghê chứ. Lựa cái thứ mà nó sát thương nhất, quăng vô cái thứ mong manh nhất để nó tạo âm thanh lớn nhất, chén hất là ngầm mầm mầm. Phụ nữ họ khoái âm thanh lúc họ nổi điên lên, họ ghê quá. Ok, cái thứ nhất là em phải đổi cái phiên bản đó, và đó là một cái lộ trình thay đổi lớn mà anh thấy rằng anh tính là em làm được, nhưng mà cái lộ trình đó còn dài. Cái thứ hai là song song với lộ trình đó là em phải có cái điều chỉnh của phiên bản của mình á, thì song song với lộ trình đó em phải xây dựng lại hôn nhân. Mà xây dựng hôn nhân nó là cả một cái kiến thức của cái lớp mặt bên kia. Ok, cái này lớp Lê Phải Ngờ, lớp hôn nhân hạnh phúc và true love, lớp đó anh có, anh biết là ở trong đó nó có cái gì, tại anh tạo ra cái lớp đó, cái giáo án đó anh biết. Thì với cái đó em áp vào cái hôn nhân của em á thì nó mới ra được cái gọi là hạnh phúc, và chỉnh sửa lại cái hôn nhân của mình thì phải hai cái đó cùng lúc và song song. Ok, ở đây anh không biết sao em đến cái gọi là đúng nghĩa true love ở đây đó, anh không biết em gọi cái đó true love thì chắc đời này chắc mọi người chắc super true love hết rồi, là tại vì cái chuyện của em tả ra là hơi bị dữ á, mà nếu như cỡ đó mà gọi là true love thì chắc mọi người là super true love hết luôn á. Trời ơi em ơi, tại sao em ghi ra true love anh cũng hơi ngạc nhiên, anh còn hơi bị sốc á, cho phép anh được sốc chút nha. Trời ơi bây giờ mà cái đó anh còn gọi mà anh còn thấy hơi bị sốc á. Ok, trả lời cho em vậy mong em hiểu. Đó là hai cái em cần làm nha, phiên bản của mình, thay đổi cái phiên bản của mình và chỉnh sửa lại hôn nhân, và cả hai cái đó là hai khối kiến thức mà anh không diễn giải được ở đây. Em phải tìm học đi, nó nhiều lắm luôn á. Ok, tiếp tục nè. Anh ơi cho em hỏi, nếu anh ấy đã vô lớp mà cứ đề cập miết chuyện kết hôn nhưng em thì vẫn chưa muốn, như vậy về lâu dài anh ấy có tụt cảm giác yêu không hả? Có em, về lâu dài nó sẽ tụt từ từ, sau vài năm nó sẽ tụt hết, nó sẽ tụt từ từ, nó còn tùy vào cái hành xử của em, nhưng mà nó sẽ tụt từ từ, là tại vì cái cảm giác fall in love á nó phải đi qua cái giai đoạn xây dựng hôn nhân. Tại vì khi mà anh ta tới fall in love với em, anh giả sử anh ta tới được cái fall in love với em mà em không về xây dựng hôn nhân thì cái cảm giác nó không được xây tiếp, và cái cảm giác fall in love nó sẽ mai một dần đi, nếu mà có tổn thương thì sẽ nhanh hơn nữa. Vậy đó là nó còn tùy vào cái hành xử của em, nhưng mà em hỏi là qua thời gian nó có mai một đi không, nó có hư đi không. Yes, câu trả lời là có, tất cả các cảm giác mà không say sau này đều mai một đi, chỉ có là nhanh chậm thôi. Anh ơi em chia tay được 7 tháng rồi mà đôi khi nghĩ về người yêu cũ và em vẫn thấy buồn, em có nên gặp người mới và tiếp không, hay dành thời gian chữa vết thương lòng trước? Em nên làm thăng bằng bản thân trước. Khi mà em bị tổn thương mà lâu như vậy mà em vẫn bị á thì chứng tỏ là em chưa có cái chủ động làm lành. Tại vì nếu mỗi khi mà em nghĩ về và nhớ về thì em lại càng dễ, em lại càng làm vết thương nó lâu hơn. Tuy nhiên khi mà em biết cách làm lành thì cái cuộc sống của em nó đang khác đi rồi, nó không có là cái cuộc sống như em tả. Nếu em cảm giác là mình thăng bằng, mình nhẹ nhàng rồi thì em nên đến cái cuộc sống tình cảm mới, tại vì cuộc sống cái mối quan hệ mới rồi, tại vì trong cuộc sống tình cảm mình cần những cái quan hệ đó. Tuy nhiên nếu như mà em chưa thăng bằng mà em đến những mối quan hệ mới thì khả năng là em chết rất là cao. Tuy nhiên nếu mà em không có kiến thức em chết còn cao nữa. Vậy là em cần cái kiến thức này nè. Ok, cái này là cái lớp tuần vừa rồi các bạn còn để đó, này phải viết lại cái lớp. À ngày mai đúng giờ này là cái lớp hôn nhân hạnh phúc và true love, quên hả, phải lo là cái bản lại viết cái chữ hôn nhân hạnh phúc và true love. Ok tiếp tục. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn, mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa, bye bye.